Là hoa khôi xuất sinh trên môi nụ cười là mai kia đất kia. Má buồn, đứng dậy e học được buồn. Hay quá, salad này thiệt chứ. Tặng nó một đôi hung quá, chắc hung nó cái quá đánh kìa. Đã thiệt chứ. Không, anh đợi không tấu hại nên sắp giải tới nơi rồi, tấu hại cái gì. Lên stream là anh em chỉ thấy đơ đánh được 20% sức lực của mình thôi đấy. Tận hưởng đi, mốt vô giải là không có thấy cái này đâu. Lên stream đơ hơi kiểu lãng lời xíu á. Chín ra chưa? Bé ơi. Cái đậu xanh. À. Trời ơi, sao hoài vậy? À, hơi ngáo rồi đó. Chơi mấy cái mạng này vừa giải nó chữ chết. Lại tiết lộ cho anh em một bí mật nho nhỏ nữa. Ở trước lớp 7 TV á, mà đợi đánh giải á, mặt đời không có biến sắc á, kiểu cũng có biến sắc nhưng mà ít lắm. Là kiểu lúc đó mới đánh giải cho nên kiểu tạo hình tượng ngầu ngầu, khuôn ngầu đồ đó. Ờ, là lùm boy rồi á. Ờ, nhưng mà vô khi mà với KD á, cái mất nói đơ, mày mốt lên chỗ thi đấu giải. Cho dù em vui em buồn, cho dù em vui em buồn em bực em tức, nhưng mà khi em đánh giải phải tập trung hết sức. Cái mặt em lúc nào cũng phải nghiêm, không một chút biểu cảm gì hết á. Vậy thì em mới tập trung 100% được. Ok, tiếp nhận em mết. Em đơ xin nghe. Từ đó là sao hả? Em đơ thi đấu giải là em đơ hả? Mặt không biến sắc, mặt chỉ một biểu cảm mà người ta gọi là đơ luôn mà. Anh em hỏi mết coi đúng không? Mết nói đơ đó. Em đơ xin nghe, mết bảo thì em đơ xin nghe. Không mà thiệt, kiểu khi mà mình tập trung đúng là mình khi mà mình không cười không có gì hết. Mình không có lộ cái biểu cảm á thì nó sẽ tập trung hơn. Chứ mình kiểu mình chết. Trời ơi, xíu nữa sao được kia nữa rồi. Rồi xong, mới tập trung. Mày sao chết tiếp. Hay kiểu má trời tức quá nó còn con hit kìa. Rồi chửi thời này nọ đó. Vậy là mình mới tập trung. Kiểu mình lên stream mình vẫn giỡn được. Chứ đánh giải vậy là chết nha. Bye bye, tạm biệt Hữu Nguyên Sa nhé.
là sao? Là sao nha mấy anh trai? Trời ơi, hơn người ta, pha này chắc phải hơn 12.000 tiền, 10.000 tiền một cái bát kìa, cái đậu xanh. Gì trời, hơn 10.000 hơn tiền một cái bát vậy. Trời ơi, 2023 còn kêu đơn số 1 nữa thì đi Alpha rồi. Giờ đến 8 rồi. Mày quá cái BTC tiễn đó chứ không ơi, thất nghiệp. Chơi lương nhiêu hả? Hôm nào, tháng nào mà kiểu dư giả thì 10 triệu, tháng nào bình thường thì 9 triệu. Lâu có tiền net mỗi tháng cũng được vài trăm. Yu He He đã rescan 10.000 đồng. Pick Samira mà gặp boss bên kia bốc thì đi kèo sao đe. Cảm ơn cô Te He nha. Thì cấp 1 mình để cho nó đẩy vô trụ. Mình sẽ ưu tiên hết kinh nghiệm. Mình sẽ làm sao để không bị mất kinh nghiệm á. Mình đầu game mình bỏ 6 gift là cũng được. Miễn sao mà mình đừng có bị mất kinh nghiệm. Cấp 2, cấp 3 thì mình giữ máu cấp 2, cấp 3 mình chơi nó. Giữ máu cấp 2, cấp 3 mình canh bung lát này nọ on in đó. Còn mình đánh mà cấp 1 mình hết máu đó, chịu rồi. Đó giờ mình dở rồi. Thì mình mới sửa từ đầu. Mình sửa từ đầu là mình không để mất máu. Mất gift đầu game không sao cả. Tại vì chơi những kèo như kèo bốc nè thì mình sẽ ưu tiên đầu game, mình sẽ ưu tiên lách farm gift rồi đó, để lên. Còn mình chơi mấy kèo anin á, đầu game mình có mất mấy con gift cũng chả sao hết á. Mình để xíu nữa mình bỏ mấy con gift đầu xong rồi xíu nữa mình tới ngưỡng sức mạnh của mình á, nó sẽ bị áp lực gần găng, nó sẽ bị sức mình nó áp lực combo này nọ đó, thì tới đó mình farm lại, không có gì phải vội cả. Càng vội càng cút thôi, càng ham farm là càng cút thôi. Ví dụ nó chơi Kama, cái ông farm cái nó chưởng quyền cái, farm cái chưởng quyền cái đấy, chưởng ba cái về nhà luôn. Trời má mày. Kiểu trong mắt nó giờ có SE Slider không hay sao, không có mấy đứa kia luôn hay sao có canh. Thôi, canh lái kéo mình hoài. Tạm biệt gấu Misa nhé, đều không có nói nhiều đâu. Anh em nhớ like subscribe cho tôi nha.